là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 11 năm thành lập công ty Ecoba ENT, mùng 10 tháng 4 năm 2013, mùng 10 tháng 4 năm 2024. Cuộc thi để ENT tốt lên mỗi ngày được tổ chức với mục đích tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ nhân viên có thể nói lên tiếng nói của mình, đóng góp vào sự phát triển của công ty. Cán bộ nhân viên Ecoba ENT tham gia chương trình rất đơn giản bằng cách có thể đưa ra giải pháp, sáng kiến hoặc đơn giản là bày tỏ suy nghĩ, hành động hoặc câu chuyện thể hiện tinh thần để ENT tốt lên mỗi ngày thông qua hướng dẫn sau. Hoàn thiện câu, để ENT tốt lên, tôi hoặc chúng tôi sẽ hoặc cần. Hoặc, để ENT tốt lên, phòng ban A, B, cần hoặc có thể áp dụng. Để khái quát thông điệp của bản thân, tập thể có thể sẵn sàng làm điều gì đó để ENT tốt lên. Diễn giải ý nghĩa của thông điệp bằng những nội dung cụ thể, những câu chuyện, tình huống, hành động thực tế để minh chứng sự tin cậy, tính khả thi của thông điệp. Qua đó thể hiện tinh thần xây dựng với mục đích cuối cùng để ENT tốt lên mỗi ngày. Hình thức dự thi. Ban tổ chức không giới hạn hình thức dự thi, có thể là bài viết, ảnh, video, podcast, audio. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 triệu đồng, bao gồm 3 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng trên giải, 1 giải 3 trị giá 1 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 2,5 triệu đồng, 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng. Thành phần ban giám khảo bao gồm 3 BOD, Giám đốc Vũ Đức Trung, Phó Giám đốc Nguyễn Quang Thành, Phó Giám đốc Nguyễn Quang Huy. 3 BOD sẽ chấm điểm độc lập, trong trường hợp không sắp xếp được, yêu cầu tối thiểu 2 trên 3 giám khảo thực hiện chấm điểm. Bài dự thi sẽ được tính tổng điểm dựa trên 2 phần theo hệ số 90-10. Điểm số cuối cùng sẽ bằng tổng điểm trung bình của ban giám khảo, cụ thể như sau. Phần 1 chất lượng bài dự thi 90%. Dựa trên kết quả chấm điểm của hội đồng ban giám khảo theo các tiêu chí, bài dự thi truyền tải được nội dung cụ thể phù hợp với văn hóa của Ecoba ENT và có đóng góp để thay đổi hoặc hướng đến sự thay đổi. Bài dự thi có tính thực tiễn, khả thi và có thể ứng dụng vào công việc hoặc phát triển văn hóa Ecoba ENT. Mục tiêu cuối cùng là hướng đến để ENT tốt lên mỗi ngày. Bài dự thi được thể hiện sinh động, sáng tạo. Phần 2 Teamwork 10%. Điểm cộng cho những bài dự thi của tập thể, khuyến khích tinh thần làm việc đội nhóm và sự tham gia của tập thể, phòng ban, bộ phận. Cách thức gửi bài thi. Cán bộ nhân viên Ecoba ENT có thể gửi bài thi qua một trong 3 hòm thư sau đây. Email của bộ phận Marketing, marketing@ecobaent.vn, Microsoft hoặc Zalo của Hoàng Quyên 0916489954. Bài dự thi đạt giải sẽ được sử dụng cho mục đích truyền thông của công ty. Ban tổ chức có quyền hiệu đính, chỉnh sửa một phần để phù hợp cho công tác truyền thông và áp dụng thực tiễn nếu có.